Trung Kiên Lưu xin kính chào tất cả các bác. Lên sóng giới thiệu đến các bác và anh em một bộ dàn chung của Panasonic PM30. Loa 2 cầu. Nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Dàn có chỉnh bát chép hai núm to tướng đây cho anh em chỉnh anh em nhé. Đây chỉnh bát chép lên rất cao luôn. Và đặc biệt là cái mặt này này có thể thụt vào được. Đấy, thò ra thụt vào được. Đó, anh em thấy chưa? Đấy, anh em thấy nó biểu diễn ảo thuật đẹp chưa? Đây có nhạc phẳng lì luôn. Và anh em muốn sử dụng các nút này, anh em ấn được nút này cho em. Đấy, nó sẽ thụt vào cho anh em. Đây, biểu diễn lại cho anh em xem nhá. Đấy, bằng lì này. Đó, anh em thấy chưa? Rất hay và độc đáo đúng không ạ? Rồi, em quay gần hơn cho anh em nhìn nhá. Khi mà nó thò ra thì nó sẽ hiển thị một số chức năng. Đây em vẫn thu nhỏ tí. Nó sẽ có các hai chức năng quan trọng nhất mà khi nó tụt vào đó là AUX và PMD. Thì với dàn này, với dàn mà có thiết kế cổng PMD đây thì em sẽ bỏ qua không test cái cổng này. Cổng em test thử là sống ok, các bác hát ok nhá. Tuy nhiên thì tiếng ở AUX nó sẽ không hay bằng tiếng khi anh em chơi ở cái cổng PMD này. Đấy, cho nên anh em sẽ chơi PMD bằng nút ấn này. Đây, nút PMD đây các bác nhé. Thế còn nút này sẽ tác dụng là chuyển sang chế độ giải mã từ TV xuống. Đây, anh em ấn vào nút này cho em nhé. Về chế độ là Digital In. Đấy, thì chúng ta sẽ chơi giải mã từ TV xuống qua cổng quang, trực tiếp từ TV các bác nhé. Đấy. Đấy. Rồi, và đồng thời anh em tăng giảm giá trị bát chép ở cái núm này. Đây là bát này, đây là chép này. Anh em tăng là hợp lý thì anh em tăng nhé, cảm thấy nghe hay nhất thì anh em để. Rồi, chuyển về chế độ PMD để nghe nhạc, điện thoại các bạn ấn vào đây này. Đấy, về ngay PMD, đúng không ạ? Và dàn này CD, con này mắt đọc còn rất là tốt. Đấy, MD con này không chơi. Đây, CD thì mắt đọc rất tốt nha, em test thử đĩa CD cho các bác cùng xem. Rồi, chuyển chế độ CD, anh em ấn vào đây để chơi CD nhá. Đấy, và tăng cái volume lên. Volume về nhỏ nhất sẽ về 0 nhá. Nó là âm nhá, nhỏ nhất về 0. Đấy. Đây là CD chơi các bác nhé. CD đã chơi rồi đấy ạ. Chúng ta sẽ chuyển bài ở đây. Chuyển bài ở đây. Đây, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5, vân vân. Rồi, ok, như vậy là CD đã chơi ok các bác nhé. Đấy. Rồi, anh em chơi TV thì anh em ấn vào nút này để chuyển về chế độ giải mã nhá. Đây, ấn về chế độ Digital. Còn chơi điện thoại, máy tính hoặc chơi Bluetooth, ấn vào nút PMD này xem. Và tương ứng với đó anh em cắm vào cổng này. Cắm vào cổng này nhá để chơi PMD nhá. Còn các bác nếu không thích, các bác thích gọn gàng, các bác cắm ở cổng sau này vẫn được thì chuyển về chế độ AUX nhá. Tuy nhiên khuyến cáo anh em là nên chơi ở PMD. Tiếng nó cao, nó sáng lắm. Hơn cái cổng AUX khá là nhiều đấy ạ. Rồi. À tiện thể em quay luôn hình thức luôn. Lát em sẽ test chia đầm cho các bác nhá. Đây là hình thức tổng thể của cái sản phẩm này. Về cơ bản bộ dàn này là đẹp. Các vết xước sát nhỏ nhỏ không đáng kể, li ti thôi anh em nhé, không đáng kể. E căng nguyên bản đấy cũng còn khá là đẹp. E căng nguyên bản em chưa căng lại đâu các bác nhá. Tuy nhiên thì cũng còn rất là đẹp, sạch sẽ rồi. Đây, thùng phía trên của loa đây và âm ly đây. Trời xước thì vẫn có nhưng không đáng kể, đấy, rất ít thôi. Đây là loa loa này phụ trách âm trầm. Loa này phụ trách trung âm và tiếng chép. Đấy, cho nên là tiếng cũng rất là hay luôn. Loa này chỉ âm trầm thôi. Tí em chỉ ở phía sau để cho bác xem cái cách cắm rắc của nó nhé. Đây thùng vách đây. Đây thùng vách này tương đối là đẹp, nói chung về cơ bản là bộ này tương đối là đẹp đấy. Tiếng cao sáng, tiếng bass hay sâu. Đấy, thùng vách đây các bác nhá. Đấy, quay sơ lược cho các bác. Rồi bây giờ em sẽ quay phía sau nhé để chỉ cho anh em cái cách mà mình được cắm dây rắc, dây loa các thứ nhá. Đây là phía sau. Đấy thì các bác chưa giải mã thì các bác sẽ cắm vào cái cổng này. Thì anh em đã chưa giải mã optical nhá. Đấy, em rút ra này cho các bác nhìn nhá. Đấy. Còn dây loa thì anh em đấu. Đây, nó sẽ có hai chế độ dây. Cái này thì đúng đỏ đen thì ok rồi nhá. Còn cái phần rắc bên này, anh em cũng cắm vào luôn cho em. Nó sẽ liền với dây này đây, hai dây riêng biệt đây. Cắm rắc là như này để anh em chơi, anh em chú ý cắm ngập rắc nhá. Nhưng mà cắm anh em đừng để thẳng vào, nó dễ dẫn hại cái mạch của nó. Thì khuyến cáo anh em cách cắm của cái loại rắc như này, anh em xoáy theo chiều kim đồng hồ ngược cũng được. Đại khái là anh em đừng ấn thẳng như này vào, nó rất là hại mạch. Anh em vừa ấn vừa xoáy,
thì nó sẽ vào từ từ, đúng không ạ? Thì nó sẽ rất ổn định và nó không hại mạch bên trong, không bị gãy mạch bên trong em nhé. Đấy, cắm ngập vào em là được nhé, cắm ngập chắc vào thì chúng ta sẽ chơi ổn định được, không bị chập chờn nữa. Đấy, cái đường rác đấy là phụ trách cái âm trung âm. Còn cái đường mà còn đường có dây dây đỏ đen là phụ trách cái tiếng bát. Đấy. Em được cắm bên em bị lỏng nhé. Em kiểm tra lại nhé. Đấy được rồi ạ. Khi nó lỏng anh em chỉ xoay xoay lại cái rác đấy một chút xíu thôi để cho nó tiếp tiếp xúc tốt là được các bạn nhé. Đấy. Rất cao và sáng luôn các bác nhé. Bộ dàn này thì em xin phép giao lưu với các bác anh em là giá là 2 triệu đồng anh em nhé. Giá 2 triệu đồng. Các bác chuyển khoản đủ em miễn phí giao hàng toàn quốc cho các bác. Các bác chuyển cọc thì các bác chuyển cọc trước cho em với dàn này là 400.000 các bác nhé. Đấy. Các bác chuyển cọc thì các bác trả tiền phí giao hàng. Phí giao hàng cái con này chắc là khoảng 100.000. Đấy. Có anh em chuyển đủ 2 triệu là em miễn phí giao hàng. Và giá 2 triệu thì chưa có đổi nguồn và dây rắc, các bác chú ý nhé, chưa có đổi nguồn dây rắc, chưa có bluetooth, chưa có bất cứ cái gì cả. Anh em chưa có đổi nguồn, anh em mua thêm đổi nguồn. Anh em chưa có dây rắc, anh em mua thêm dây rắc. Anh em cần bluetooth, anh mua thêm bluetooth. Và các thiết bị đấy bên em đều sẵn có cho anh em. Em tách ra như thế để cho các bác mua nó dễ hơn thôi, vì đa số các bác chơi hàng mã thì đều có những thứ rồi. Anh em nào mới tập chơi thì mới chưa có thôi, thì anh em sẽ mua thêm giúp em nhé. Đấy. Rồi bây giờ thì em xin phép là test chất âm của sản phẩm cho anh em mình cùng nghe. Vùng lửa khói nó đang quảng cáo anh em thông cảm nhé, bỏ qua quảng cáo đó. Rồi. Giờ này anh em vặn tiếng bát nó nhỏ thôi nhé, nếu nghe là chữ tình anh em vặn tiếng bát nhỏ thôi, tăng đến chép lên nghe sẽ rất là phê luôn. Này là cánh thiên nghiêng nghiêng nét chữ cô em học trò. Này là bánh chưng mẹ ra tự tay gói lợi cho con. Này là ban đầu của em với cái dàn này thì các bác chơi nhạc trữ tình sẽ rất là hay các bác nhé. Còn các dàn nhạc remix của nó thì nó chơi ở mức độ bình thường và trung bình khá. Đấy, các bác nào thích nghe trữ tình, yêu thích cái dòng nhạc bolero, tiếng Czech cao sáng thì các bác chơi các sản phẩm của Panasonic thì rất là thích hợp. Rồi bác nào chốt sản phẩm này liên hệ với em qua số Zalo 0975 575 262. Xin cảm ơn tất cả các bác và anh em.